Xin chào các em, thì chúng ta bắt đầu với cái đề số 1 trong các cái loạt bài ôn tốt nghiệp trung học phổ thông. Câu số 1 cho cái hàm số bậc 4 và cái đồ thị như hình vẽ bên, thì số nghiệm của cái phương trình fx bằng 1 phần 2 là bao nhiêu? Thì ta thấy là cái số nghiệm của cái phương trình fx bằng 1 phần 2 nó chính là số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng fx. Đồ thị y bằng fx là cái đồ thị này, và cái đường thẳng y bằng 1 phần 2, y bằng 1 phần 2 chính là cái đường này. 1 phần 2 tức là chỗ này là 1 phần 2 này. Đó, thì nó sẽ cắt cái đồ thị tại hai điểm mà. Chỗ này mình thấy nó là số 1 và dưới đây nó là chút xíu nữa đó là 1 2, tại tôi vẽ nó không mấy chính xác. Thì cái đường y bằng 1 phần 2 nó chính là đường này. Đó, nó qua cái điểm 1 phần 2 đó. Tức là nó cắt chỗ này tại hai điểm. Vậy thì cái phương trình này nó sẽ có hai nghiệm. Cái câu số 2 là tính thể tích của cái khối lân trụ. Thì cái công thức tính thể tích của khối lân trụ đó, thì mình lấy cái diện tích đáy nhân cái chiều cao. Và diện tích đáy nó cho rồi. Diện tích đáy nó cho bằng 4a bình nè. Rồi chiều cao là 6a. Thì nhân lại thì nó ra là 24a cũng qua. Cái câu số 3 thì tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này là, lưu ý là đường tiệm cận ngang là cái đường mà nó có dạng y bằng y không á, ở trong đó y không á nó chính là cái lim của fx mà khi x tiến tới dương vô cùng hoặc là âm vô cùng. Đấy, thì nếu như cái y không mà nó bằng cái lim này thì đường y bằng y không này nó chính là cái tiệm cận ngang đó. Thì ở đây thì mình làm theo cái định nghĩa, thì khi mình tính lim này đó, cái lim này thì mình có thể bấm máy, thì đối với những hàm phức tạp thì bấm máy, không? Nhưng mà đối với cái hàm này đó thì mình chỉ cần lấy cái hệ số của x ở trên tử và chia cho hệ số x ở dưới mẫu. Thì ở đây là trừ x, tức là hệ số trước nó là trừ 1 nè, rồi dưới mẫu là 3x nè, 3x là cái hệ số trước x là 3, vậy thì trừ 1 chia 3 là trừ 1 3. Còn chỗ này cái đáp án của mình đó là đáp án B. Còn bình thường đó là khi nếu mà mình gặp những cái hàm mà nó hơi phức tạp hơn chút, mà mình tính muốn tính cái lim này thì mình có thể dùng máy tính mình bấm, mình chỉ sử dụng để tính cái gần đúng cái lim đó thôi, chẳng hạn như chỗ này. Chia cho 3x mà trừ 1. Thì khi mà x cộng vô cùng á thì mình có thể call một cái giá trị rất là lớn, chẳng hạn như 10 mũ 10. 10 mũ 10. Đó. Thì coi cái giá trị nó đâu, tức là nó là âm 0,333, tức là cái giá trị của cái giới hạn gần đúng của nó là âm 0,333, tức là bằng âm 1,3. Cái câu số 4 thì cái bắt phương trình logarit. Bắt phương trình logarit thì cái dạng cơ bản, thấy không? Bắt phương trình logarit dạng cơ bản thì chỗ này đó em thấy là mình phải đặt điều kiện của cái logarit. Thì chỗ này chúng ta đặt điều kiện của logarit thì tức là chỗ này x nó phải lớn không nè, x lớn không nè. Đó. Và mình sẽ giải cái bắt này ra. Thì để giải bắt phương trình logarit này thì mình sẽ lấy hai vế rồi, tức là bên đây mình sẽ lấy hai mũ của nguyên cụm này, và bên đây mình lấy hai mũ của nguyên cụm này thì mình được cái bắt tương đương. Đó, tức là chỗ này mình lấy hai mũ logarit chia số 2 của x thì nó ra là x, còn bên đây là nó sẽ lớn hơn bằng hai mũ 4. Một cái điều nữa là lưu ý là do cái cơ số 2 này đó là cái cơ số mà lớn hơn 1, cho nên cái tương đương qua đây là cái bắt công thức này nó cùng chiều nè. Còn nếu như mà cái cơ số mà lớn không nhỏ 1 á thì mình phải tương đương ngược chiều lại, đúng không? Thì 2 mũ 4 của mình nó chính là 16, vậy thì cái này nó tương đương x lớn 16. Mà x lớn 16 thì có nghĩa là x nó lớn không rồi,
cho nên cái tập nghiệm của bác phương trình đó là từ 16 đến cộng vô cùng. Thì cái chỗ này đó thì các em phải lưu ý là cái công thức của mình là bên logarit đó, tức là a mũ logarit cơ số a của x đó, thì nó bằng x ha, với x lớn không, với x lớn không ha, công thức này. Trong không gian, câu số 5, trong không gian Ox, Yz cho cái hình hình chiếu của cái điểm M mà lên trục Oz nó chính là điểm nào, thì đáp án của chúng ta chính là câu C. Thì cái chỗ này đó thì các em phải xem lại, tức là ví dụ như mình có một cái điểm M mà có tọa độ là x0, y0 và z0, thì bây giờ đó là mình chiếu lên Ox, nghe không? Cái này là chiếu chiếu vuông góc lên Ox đó, thì cái tọa độ của nó cái tọa độ hình chiếu của nó mình ký hiệu M1 đi, thì tọa độ M1 này nó sẽ là x0 không không, và tương tự chiếu lên UI thì giả sử mình gọi nó điểm M2 thì tọa độ hình chiếu của nó là không y không và không chẳng hạn, là chiếu lên UZ thì nó là mình ký hiệu là điểm M3 đi, thì tọa độ hình chiếu của nó sẽ không không và rất không. Còn nếu mà chiếu lên mặt phẳng OXY thì nó sẽ giữ thành phần X, thành phần Y lại, còn thành phần Z nó bằng không. Tạm gọi M4 đi, thì nó là X0, Y0 và không. Đó. Rồi, nhân dân, bây giờ mình sẽ chiếu lên O, XZ là cái gì? Và O, YZ thì tọa độ hình chiếu nó là cái gì? À, nhân dân, thì cái này các em tự ôn lại. Tiếp theo là câu thứ 6, thì có cái câu này là nằm trong chương trình 11 ở chỗ mà giải tích tổ hợp đó, thì mình xếp 6 bạn thành một hàng dọc, nó chính là một cái hoán vị, mỗi cách xếp đó là một hoán vị của 6 phần tử, và số hoán vị đó nó chính là số 6 dư thừa. Không? Thì cái này các em xem là cái chỗ mà định nghĩa là hoán vị, số hoán vị, rồi tổ hợp, số tổ hợp, chỉnh hợp, số chỉnh hợp, nhân dân ở chương trình lớp 11. Cái câu số 7 thì nó hỏi đồ thị sau đây là của cái đường nào. Thì thứ nhất là mình thấy cái dạng này đó, cái dạng đồ thị này thì hệ số A nó phải dương đó, và mình thấy là A dương thì mình sẽ loại bỏ cái phương án này rồi. Đó, phương án này rồi, vậy thì nó chỉ còn 3 phương án B, B, CD thôi. B, CD, nhưng mà ở đây mình thấy là khi mà x bằng 0 á, thì y bằng 2. X bằng 0 nè, y bằng 2 nè. Không? Nhưng mà chỗ này á, thì nếu mà mình cho x bằng 0 á, thì nó y nó bằng trừ 2. Vậy thì mình sẽ loại thêm phương án này nữa. Vậy thì còn hai cái phương án C và D. Thì bây giờ mình xem coi là cái ở đây nó có hai cái điểm cực trị là x bằng 0 không và x bằng 2, hai điểm cực trị không, tức là cái nghiệm của đạo hàm đó, y phẩy bằng 0 nó có nghiệm 0 và 2, thì ở đây đó thì em tính cái đạo hàm ra thì nó sẽ là 3x bình trừ 3, mà nếu mà mình cho bằng 0 á thì nó ra là x bằng cộng trừ 1. X bằng cộng trừ 1 như vậy thì mình sẽ loại thêm phương án này nữa, vậy thì ở đây mình sẽ chọn phương án D. À, chọn phương án D. Đó, thì cái cách làm như thế mình loại trừ từng cái ha, và ở đây nó có một cái cách lập luận thì em tham khảo thêm cho mình. Cái câu số 8 là cái nghiệm của cái phương trình logarit, thì cái điều kiện của cái phương trình logarit này đó là cái biểu thức mà mình lấy logarit đó, thì nó phải dương, tức là x trừ 5 nó dương, thấy không? X trừ 5 là nó phải dương thì tương đương là x lớn 5, cái điều kiện nó là cái này đó. Và sau đó mà mình sẽ lấy hai mũ của hai vế này thì nó sẽ được là x trừ 5, x trừ 5 bên đây mình lấy hai mũ của nguyên cái cụm này đó. Tức là cái lấy cái này làm số mũ của hai đó thì nó sẽ bằng x trừ 5, còn bên đây mình lấy hai mũ thì có hai mũ ba, vì x trừ 5 bằng hai mũ ba, tức là hai mũ ba là 8 không, vậy thì x trừ 5 bằng 8, vậy x bằng 13.
Tiếp theo là cái câu thứ chín là tập xác định của hàm log nơ be của x trừ 2. Thì log nơ be chính là logarit cơ số e đó, thấy không? Nó logarit cơ số e của x trừ 2 đó. Thì logarit cơ số e này đó thì nó sẽ quy ước nó viết là ln, tức là bình thường đọc là log nơ be của x trừ 2. Thì cái điều kiện của logarit của một cái biến số nào đó mà nó xác định thì có nghĩa là cái biến số nó phải lớn không, này mình cho lớn không, tức là x nó sẽ lớn 2, x lớn 2, tức là tập xác định nó là từ 2 đến cộng vô cùng. Đến cái câu số 10 thì diện tích mặt cầu bán kính là a, thì mình nhớ là công thức tính diện tích của mặt cầu á, diện tích mặt cầu thì nó là 4pi r bình, 4pi r bình với pi á là nó chính là số 3,14, còn r bình đó, cái chỗ này nó chính là cái r bình nhá, r mũ ba. Cái này mình là r bình. Thì mình áp dụng cái công thức này cho cái bán kính nó bằng a, tức là chỗ r mình thay bằng a vô thì nó là 4pi a bình, 4pi a bình. Thì đáp số của mình là câu C. Tiếp theo là cái câu 11. Thì cái nó yêu cầu tìm cái vector chỉ phương của đường thẳng delta. Và đường thẳng delta này đó là nó có vector chỉ phương là em nhìn xuống đây. Em nhìn thấy cái bộ số nằm ở dưới cái biểu thức mà chữ x, chữ y, chữ z này. Và mình cũng lưu ý này, cái chỗ ở trên đây là phải x là cái hệ số chữ x là phải mang dấu cộng mới được nha. Nhiều khi nó gài, ví dụ như là chỗ này thay vì nó ghi là x trừ 1 nó ghi 1 trừ x, thì lúc đó mình đổi dấu cái tử là thì phải đổi dấu cái mẫu theo đó. Và cái vector phát tiến của nó đó là em lưu ý, xin lỗi, cái vector chỉ phương của đường thẳng delta đó là mình sẽ xem ở dưới đây, xem dưới đây là và cái bộ 221 này, hoặc là cái bộ mà nó tỷ lệ với 221 này đó, thì mình quan sát cái đáp án thì mình thấy nó có cái bộ 221 vậy thì đây mình sẽ chọn phương án C luôn. Ở cái câu 11 á thì nó kêu tính diện tích của hình trụ tròn xoay mà có bán kính đáy và chiều cao. Diện tích hình trụ tròn xoay á, hình trụ tròn xoay là nó kiểu nó giống như thế này, tức là nó có hai cái đường tròn ở hai phía, ở hai cái đáy, hình tròn ở hai cái đáy. Đó. Thì mỗi cái đường tròn nó đều có tâm và bán kính nó bằng 3, cái chiều cao nó bằng 2. Thì để tính cái diện tích xung quanh cái đó thì là mình sẽ lấy cái chu vi đáy và nhân cho cái chiều cao đó, tức là 2pi r là cái này là chu vi đáy này, nhân cái chiều cao. Bởi vì cái đường tròn cái mặt tròn xoay này đó là khi mà mình cắt dọc theo cái đường sinh này ra thì nó sẽ trở thành một cái hình chữ nhật như thế này, hình chữ nhật thế này, thấy không? Đó. Thì nếu mình quấn cong lại thì nó sẽ ra một cái hình này, đó. Cho nên là cái này nó giống như kiểu là tính diện tích hình chữ nhật, mà cái chiều này nó chính là 2 pi r, còn cái này là h. Tiếp theo là cái câu tích phân. Câu tích phân này đó thì mình vận dụng vô cái trường hợp mà tích phân của hàm tổng hoặc hàm hiệu đó. Thì mình nhớ là tích phân của hiệu thì bằng hiệu cách tích phân. Tích phân của một hiệu nè thì bằng hiệu cách tích phân. Nhưng mà đó là tích phân của một cái hàng số mà nhân với hàm số thì hàng số đó mình đem ra ngoài. Đó. Còn cứ thế mình thế số vô. Tại tích phân của f thì nó cho rồi. Chỗ này là 5. Rồi tích phân của g đó là nó cho bằng 2. Mà 2 x 2 là 4, 5 trừ 4 bằng 1, đấy. Thì đáp án của mình là câu C. Và câu số 14 thì nó kiểm tra về lý thuyết về cái tính chất của nguyên hàm. Thì chúng ta lưu ý là tính chất của nguyên hàm đó thì không có tính chất nào mà tích phân của tích nó bằng tích cách tích phân hết, thấy không? Công thức này sai này. Đấy, mình nhìn vô rồi biết rồi.
và mình có thể chứng minh cái bằng cách phản chứng, tức là mình có thể lấy cái hàm f bằng 2 và hàm g bằng x. Thì khi đó là tích phân cái nguyên hàm của thằng tích này, nguyên hàm của thằng tích này đó, thì nó nguyên hàm của 2x thì nó ra x bình phương, cao nhất của nó là x bình phương. Nhưng mà cái tích của nguyên hàm thì sao? Tích của nguyên hàm tức là tích của fx là nhân cho lấy cái nguyên hàm của f rồi nhân cho nguyên hàm của g. Thì nguyên hàm của f á, thì nó sẽ bằng 2x cộng với phi 1, rồi nguyên hàm của thằng g á, thì nó lại ra cái x bình phương chia 2 cộng chia 2. Như vậy thì ở đây mình nhân phân phối vô thì nó ra x mũ 3 rồi, x mũ 3 với x mũ 2 mình gọi ra nó mâu thuẫn với nhau. Thấy không? Tức là nó khác nhau đó, khác nhau có nghĩa là tích các nguyên hàm thì không bằng nguyên hàm của tích đâu. Thế nên ở đây mình sẽ chọn cái đáp án là B, khi mà đề B là mình đề sai. Vì cái cấp số nhân đó, khi mà người ta cho cái cấp số nhân mà nó có hai cái số hạng liên tiếp, hai số hạng liên tiếp là U2, U1, thì cái Q á, thì mình chỉ cần lấy có U2 chia cho U1 là được. Không? Thì ở đây là cấp số nhân Q là công bội, thì U2 nó sẽ bằng U1 nhân Q, cho nên là Q nó sẽ bằng U2 chia U1, còn 1/4. Và với cái câu 16 á, thì ở đây là áp dụng tính chất của logarit. Thì các em nhớ cho thầy đó là logarit cơ số A của B chia C thì nó bằng logarit cơ số A của B mà trừ logarit cơ số A của C, với điều kiện là BC lớn 0 ha. Chỗ này là B, C thì phải lớn 0 hết. Thì áp dụng trong trường hợp này đó thì nó sẽ là logarit bằng logarit cơ số 2 của 64 và trừ logarit cơ số 2 của A 44. Và logarit cơ số 2 của 64 thì bấm máy ra thì được 6 không? Đó. Còn logarit cơ số 2 của A 44 thì bằng 4 logarit cơ số 2 của A. Đó. Vậy thì ở đây mình sẽ chọn phương án A. Rồi các em cũng lưu ý là cái công thức này mình sẵn mình ôm lại luôn, tức là logarit cơ số A của x mũ alpha, thì cái alpha này mình đem ra trước được như thế này. Đấy, thì các em sẵn ôm lại mấy công thức này cho thầy. Cái câu 17 là cho hàm số mà có bảng tính thiên như sau, thì nó hỏi hàm số đồng biến trên bảng nào. Thì mình có thể hai cách nhìn. Cách nhìn thứ nhất là mình nhìn thấy là khi nào cái hàm số cái y này mà nó có mũi tên đi lên, thì chỗ này cái mũi tên nó đi lên từ đây tới đây, tức là từ trừ vô cùng đến không là mũi tên đi lên, và từ 2 đến cộng vô cùng mũi tên nó cũng đi lên, nó có hai cái bảng này, thấy không? Như vậy thì hàm số là biến trên bảng trừ vô cùng đến không và 2 đến cộng vô cùng. Hoặc là mình có thể nhìn vô cái chỗ đạo hàm, chỗ nào mà đạo hàm nó dương thì hàm số đồng biến, thấy không? Tức là trong cái khoảng này đạo hàm nó dương này, trong cái khoảng là từ trừ vô cùng đến tích không thì đạo hàm nó dương, và trong cái khoảng 2 đến cộng vô cùng thì đạo hàm cũng dương. Đấy. Cho nên ở đây mình sẽ chọn phương án C. Chỉ có duy nhất phương án C là nó có cái khoảng đồng biến thôi. Còn cái câu 18 thì nó hỏi là cái giá trị cực đại của hàm số để cho bằng bao nhiêu. Thì ở đây đó em nhìn trên cái bảng thiên thì cái giá trị cực đại của hàm số, tức là y cực đại đó, y cực đại nó nằm chỗ này đó, y cực đại nó nằm chỗ này. Còn khi mà nó hỏi điểm cực đại đó, thì nó cái chỗ này gọi là điểm cực đại nè, điểm cực đại. Còn cái chỗ này nó gọi là giá trị cực đại. Và cái điểm mà nó có tọa độ là 1/3 với là 4/27, cái điểm mà nó có tọa độ như thế này, thì cái điểm này đó, cái hiệu điểm M đi, mình gọi là điểm cực đại của đồ thị hàm số. Các em lưu ý cái này là điểm cực đại của hàm số ha, của hàm số, điểm cực đại của hàm số, còn này là điểm cực đại của đồ thị hàm số. Còn cái y này đó thì nó chính là giá trị cực đại,
Và đáp án của mình là A, giá trị đường đại là 4 phần 27. Tiếp theo là cái câu số 19, thì cái phương trình mặt cầu yêu cầu xác định tâm. Thì cái phương trình này á, cái phương trình dạng này, tức là cái dạng này nó là dạng x bình nè cộng y bình cộng z bình trừ 2ax trừ 2by y trừ 2cz cộng d bằng không. Thì cái này á, cái nếu mà cái dạng này dạng mà mặt cầu ếch nhưng nó có dạng thế này thì tâm y của nó sẽ là abc và r á, thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của a bình cộng b bình cộng c bình trừ d ha. Đó. Thì nếu như mà cái thằng này lớn không thì nó cái phương trình này mới là phương trình mặt cầu, thấy không? Như vậy thì để xác định tâm á, thì mình sẽ lấy cái hệ số trước x này nè mình chia cho trừ 2, hệ số trước y này cũng chia cho trừ 2 và hệ số trước z này cũng chia cho trừ 2. Đấy, cái trừ 2a mà chia trừ 2 thì nó ra a, đúng không? Vậy thì chỗ này đó em cũng lấy cái số trừ trước trước x này nè em chia cho trừ 2 thì nó ra số 1, thấy không? Rồi số trừ 4 này nè em chia cho trừ 2 thì nó ra 2, thấy không? Ý thấy không? Đó. Chỗ trừ 4 này thì nó chia cho trừ 2 cũng ra trừ 2 luôn, cho nên tâm mặt cầu là có dạng 1 hay 2. Còn cái bài giải ở đây á, thì nó sẽ sử dụng cái gì? Nó sử dụng kỹ thuật đưa về cái phương trình dạng chính tắc như thế này, dạng chính tắc như thế này. Đó, thì ở đây đó là nó sử dụng cái kỹ thuật là thêm bớt để tạo thành hạng thức gì. Thì mình có x bình nè, x bình nó trừ 2x thì cộng thêm 1 nữa, đúng không? Thì nó ra hạng thức. Y bình mà trừ cho 4x mà cộng thêm 4 nữa thì nó ra hạng thức. Còn cái z bình mà trừ cho 4z mà cộng thêm 4 nữa thì ra hạng thức. Như vậy thì tổng cộng mình đã cộng vô rồi, 1 chỗ này mình cộng 1, chỗ này cộng 4, cộng 4, cộng 9, vậy trừ 9 nha. Mình chỉ ghế trừ 9 qua đây thì nó bằng 9. Đây. Thì cái phương trình dạng này đó thì mình thấy ngay được cái tâm của nó là 1, 2, 2 luôn. Giờ bán kính đó, mình tính ra luôn là căn bậc 2 của số 9 này. Thì đó là cái liên quan đến phương trình mặt cầu. Tiếp theo là cái công thức hình học không gian đó. Để tính thể tích số chớp đó. Thì V nó bằng 1 phần phần 3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Đó. Thì mình áp dụng công thức này vô là được rồi. Tại vì chỗ này đó là nó cho diện tích đáy rồi nè. Rồi nó cho cái chiều cao rồi. Tại vì SA vuông góc với đáy mà. Thấy không? Đấy. Thì cái đáp án của mình là mình lấy là 1 phần 3 của 6A bình nhân cho 3A. Thì nó ra 6A mũ 3. Cái câu 20 cho cái khối nón mà nó có chiều cao là 4 và bán kính là 3, nó siêu tính diện tích xung quanh. Thì các em lưu ý thì đối với cái khối nón á, thì cái diện tích xung quanh đó, thì nó bằng mi r nhân l và cái mối liên hệ giữa l r và h đó thì mình sẽ có h bình cộng R bình nó bằng L bình. Đấy. Vậy thì từ ở trong cái bài này đó mình sẽ tìm cái L bằng cách là gì? L đó nó sẽ bằng căn bậc 2 của H bình cộng R bình, tức là căn bậc 2 của 16 cộng với 9 nó bằng 5. Vậy thì thế vô đây L bằng 5 thế vô thì mình sẽ được cái này nó sẽ bằng 15 bi. Tiếp theo cái câu số 22 nó cho cái số phức z ngang, nó tìm số phức liên hợp của nó. Thì để tìm số phức liên hợp nó thì chẳng qua là chúng ta đổi dấu ha, đổi đổi dấu cái phần ảo đó thôi. Đó. Thì ở trong máy tính của em có thể tìm tìm cái liên hợp của z ngang vậy. Tại vì z z ngang là liên hợp của z thì z cũng là liên hợp của z ngang. À, tức là mình sẽ có cái phương trình như thế này, tức là cái z z thì nó sẽ bằng là z
ngang và lấy cái liên hợp lại. Không, vậy thì chỗ này mình chỉ cần lấy liên hợp của cái thằng rất ngang là được. Lấy liên hợp của rất ngang thì nó sẽ bằng 3 cộng y. Và đáp án của mình nó chính là câu B. Câu 22 thì trong không gian cho mặt phẳng này, điểm nào thuộc mặt phẳng? Thì để xác định cái điểm thuộc mặt phẳng á, thì mình sẽ thay cái tọa độ điểm nó vô. Thì ở đây đó mình sẽ thay cái tọa độ điểm điểm A vô, điểm ở chỗ câu A vô. Thì ở câu A đó thì mình thay x bằng 1, y bằng 1 và z bằng trừ 3 vô cái phương trình B này. Đó, thì mình thấy là nó bằng không, thỏa mãn. Đúng không? Bằng không, thỏa mãn. Còn nếu mà nó không bằng không á, thì mình tiếp tục thay tọa độ của chỗ câu B vô. Mà nếu không bằng không nữa thì mình thay tọa độ chỗ câu C vô. Thì nào nó bằng không thì nó thuộc, không bằng không thì không thuộc. Một cái mẹo đó là để bắt máy tính đó, cũng máy tính đó, thì ở đây đó em có thể nhập cái phía trái của cái phương trình mặt phẳng vô. Mình nhập vô thì mình có thể con tọa độ điểm điểm ở câu A là vô x bằng 1 y bằng 1 luôn, rồi z thì mình sẽ thay bằng trừ 3 vô. Đó, thì nó ra không, thì rõ ràng đó là cái tọa độ điểm ở câu A này đó là nó thỏa mãn cái phương trình mặt phẳng cho nên nó thuộc mặt phẳng. Chỗ câu 24 thì ở đây á nó yêu cầu là tìm phần ảo của số phức z z1 trừ z2 nha, z1 trừ z2 thì cái này mình cũng nhẩm ra được. Thì nhìn lưu ý là khi mà trừ hai cái số phức thì mình sẽ lấy cái phần thực trừ cho phần thực, phần ảo trừ cho phần ảo. Như vậy thì cái z1 của mình trừ cho z2 đó thì cái phần thực của mình ở đây là 1 nè, trừ cho phần thực bên đây là 2, tức là 1 trừ cho 2. Đây là phần thực. Còn phần ảo thì mình lấy trừ cho phần ảo. Đây, phần ảo của cái số phức z2 là trừ 1. Đó, thì lúc này nó sẽ ra gì? Là trừ 1 cộng 3y. À, như vậy thì phần ảo của nó sẽ là số 3. Lưu ý là phần ảo là cái số 3 thôi nha, cái số thực đứng trước chữ y á, chứ không phải là cả 3y luôn. Đó, thì ở đây nó có gài cho em đó. Không, nó gài bằng cách là gì? Ở đây nó có cho 3y nữa. Thì đối với cái câu 25 á, thì chẳng qua là mình có thể tính nhẩm cũng được. Thì lấy hai số phức mà trừ nhau thì mình sẽ có cái z1 trừ z2 nó sẽ bằng cái gì à, mình có thể tính bằng máy tính ha, bằng 2 trừ 1 còn 1 rồi trừ 3 trừ 3 đây này. Cái này là cộng y đúng không? Cộng y, y tức là 1y. Rồi trừ 3 trừ thêm y nữa là trừ 4y. Thì đây thì cái số phức omega của mình đó, số phức v của mình đó thì nó sẽ bằng cái này, cho nên là điểm biểu diễn của nó có tọa độ là 1 trừ 4 là câu A. Thì cái chỗ này chúng ta có thể bấm máy nha, bấm máy ra cho nó nhanh. Mình nói với dạng này tức là chúng ta sẽ chuyển sang chế độ tính toán số phức ha. Số phức thì chúng ta sẽ lấy cái số là 2 trừ 3y rồi trừ cho 1 cộng y. Đấy, thì ra 1 trừ 4y. Câu 26 là nó cho cái mặt phẳng đi qua mặt phẳng đi qua điểm A, tọa độ 1, 2, 3 và vuông góc vô z. Thì mình sẽ có cái vectơ pháp tuyến của mặt phẳng alpha này. Là do nó vuông góc với ô z cho nên vectơ pháp tuyến của nó là trùng với vectơ chỉ phương của trục ô z, tức là 0, 0, 1. Và khi đó mình sẽ viết cái phương trình đường mặt phẳng đi qua điểm A và nó có vectơ pháp tuyến là cái vectơ k này.
thì nó sẽ là 0 nhân x trừ x1, 0 nhân y trừ y2, nhân cho 1, z trừ x3. Thì cái cụm trước này nó bằng 0 rồi, cho nên chỗ này mình sẽ còn là z trừ 3 bằng 0, như là z bằng 3. Đó thì qua cái chỗ này các em ôn lại cái này cho thầy, tức là nếu mà mặt phẳng alpha mà nó đi qua cái điểm M mà có tọa độ là x0, y0, z0 và có cái vectơ pháp tuyến là n, tọa độ là ABC, thì lúc này mình sẽ suy ra được là cái phương trình mặt phẳng alpha nó sẽ là A nhân x trừ x0 cộng B nhân y trừ y0 cộng C nhân z trừ z0 cho bằng 0. Đó. Thì đây là cái cách mình viết phương trình của một mặt phẳng mà khi biết cái điểm đi qua và một cái vector pháp tuyến của nó. Câu 27 thì nó đặt a bằng logic cây số 3 của 2, thì khi đó cái thằng này nó sẽ tính như thế nào thông qua a. Thì ở đây đó thì em sử dụng tính chất của logic thôi. Tức là nó sẽ là logic cây số 3 của 4 và trừ logic cây số 3 của 27. Mà logic cây số 3 của 4 á, cái thằng này thì 4 là bằng 2 bình phương, số 2 mình đem ra trước thì nó sẽ bằng 2 lần logic cơ số 3 của 2. Còn logic cơ số 3 của 27 thì nó bằng 3 rồi. Vì thế này nó ra 2a trừ 3. Câu 28 thì đối với cái số phức này đó thì nó kêu tìm phần thực của số phức này. Thì ở đây mình bấm máy luôn. Bấm máy luôn. À. Thì các em lưu ý là có thể em sử dụng tính nhẩm để tính cái dít ngang này trước. Chẳng hạn như chỗ này mình sẽ có là trừ y nè. Trừ y nè. Rồi mở ngoặc nè, z ngang á, z á thì nó bằng 1 cộng 3y, cộng 3y như thế này, nhưng mà chỗ này là z ngang, vị trí chỗ này là z ngang nè, à, vị trí chỗ này là z ngang đó, cho nên là cái chỗ này mình sẽ lấy liên hợp lại thì nó sẽ là z của mình đó là 1 trừ 3y, cho nên đây mình lấy liên hợp lại là 1 cộng 3y và đóng mặt lại, và mình sẽ cộng thêm 3z nữa, và z của mình đó là 1 trừ 3y. Bấm ra thì nó ra là 6 trừ 10y. 6 trừ 10y gì thì phần thực của số phức này bằng 6 ha. Phần 6 cho nên là đáp án ở đây mình sẽ chọn là đáp án C. Câu 29 nó hỏi là cái hàm mà nó có dấu của đạo hàm như thế này thì nó có bao nhiêu số điểm cực trị là bao nhiêu. Thì lưu ý á, là chỉ khi nào đạo hàm nó đổi dấu khi đi qua một cái điểm, thì ở đây mình thấy là cái điểm gần trừ 2 này, khi mà đạo hàm đi qua trừ 2 thì nó đổi dấu từ âm sang dương, vì đây là điểm cực trị. Tương tự như vậy thì chỗ này trong cái khoảng này thì mình thấy không đổi dấu, mà từ qua cái số 2 thì nó lại đổi dấu, cho nên đây cũng là một cái điểm cực kỳ nữa. Đấy. Vậy thì đây nó sẽ có hai điểm cực kỳ. Và câu 30 thì cái câu này là biến đổi tích phân, tức là giải tích phân một cách đổi biến. À. Thì ở đây nó đặt u bằng 1 trừ x chia 2 đó. Thì suy ra cái du, du bằng 1 phần trừ 1 2 dx. Và từ đó mình sẽ suy ra được dx bằng trừ 2 du. Trừ 2 du. Và đổi chặn thì mình sẽ có cái chặn tương ứng là như thế này. Là 1 u bằng 1 với u bằng 0. Vậy thì cái tích phân này nó sẽ bằng tích phân này. Lưu ý là cái chỗ dx này nè, mình sẽ thay bằng du mà nhân cho trừ 2. Và lý do là trừ 2 đem ra trước được, đem dấu tích phân được. Còn nguyên cái cụm này thì mình đặt bằng u rồi, như thế này là u mũ 20 đó, thì nó mình đổi hai cái cạnh này cho nhau thì nó ra cái tích phân này nó đổi dấu, thấy không? Cho nên là
nó sẽ bằng hai lần cái phân được không một u bình phương đi u là cái câu D. thì cái đây là thầy vừa hướng giảng giải 30 câu đầu tiên trong một cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mà cái đề này đó là nó minh họa cho cái đề thi 2022, cái đề minh họa của bộ. Xin chào các em.